Xin chào bạn, hôm nay ngày thứ ba, ngày 12 tháng 3 thì ở đây mình lại có một số những cái máy và ống kính mới về thì lên video để giới thiệu cho bạn luôn nhá. Đó, đây là một số máy và ống kính cũng rải rác từ Sony, Canon với cả Nikon nhá các bạn nhá. Đó, với cả Sony trước đi thì ở đây mình có một chiếc Sony NEX 7. Đấy. Thường thì bọn mình sẽ không chủ yếu bán dùng NEX á. NEX 7 là đây là bọn mình vừa nhập lại của một khách ấy. Thế nên là cũng lên video luôn cho các bạn. Mấy cái dòng NEX ấy thì bọn mình cũng khá là hiếm, bọn mình chủ yếu là dòng Sony A6000 trở lên thôi. Đấy, nhưng mà con NEX 7 thì dùng vẫn rất là ok nhé. Đó, quay full HD này, chụp ảnh vẫn là độ phân giải 24 chấm này. Màn hình của nó thì lật lên như ở con A6000 nhá. Đấy, lật như A6000 luôn. Đấy. Con này thì số điểm lấy nét nó hơi hạn chế một chút thôi, còn đâu thì khá là ok, vẫn có ống ngắm này. Đấy, một điểm khá hay của NEX 7 vẫn có ống ngắm nhá. Con này thì chụp liên tiếp siêu nhanh luôn, chụp liên tiếp khoảng độ 10 khung hình một giây thôi, chụp liên tiếp cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Thì bạn nào mà thích những dòng Sony nhỏ nhỏ như này thì tham khảo con NEX 7 nhá. Con này thì vừa mới nhập luôn, mình còn không biết để giá bao nhiêu thì hợp lý cơ. Đấy, con này thì để mình trích giá nhé. Bạn nào mà quan tâm về con này thì nhắn tin trực tiếp cho mình nhé. Đó, nhắn tin trực tiếp cho mình thì sẽ có giá ưu đãi nhé bạn nhé. NEX 7 nha bạn nha. Ngoại hình khá ok luôn, được khoảng độ 95 ấy. Rồi đến với là Nikon đi. Thì mình có đây là một chiếc body Nikon D7000 nhé. Đấy, Nikon D7000 này, ngoại hình khá ok luôn, 95 đẹp nhé. Đó. Khá ok, 95 đẹp luôn. Con này hình như 18K shot thì phải, hình như mình trích shot là 18K. Đấy. Thì bạn nào mà thích chụp ảnh là máy Nikon thì có thể tham khảo D7000 này nhá. D7000 này thì nó xem như là con 60D của Canon ấy, nhưng mà chất lượng hình ảnh có D7000 này sắc nét hơn nhá. Đấy. D7000 nhá bạn nhá. Ngoại hình khá đẹp luôn. Thì con này đang có mức giá khoảng độ 5 đồng nhá bạn nhá. 5 đồng cho ngoại hình khoảng độ 95 đẹp như này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 5 đồng cho Nikon D7000 nhá. Chụp ảnh cực kỳ ok luôn. Đấy. Thì ở đây thì mình có một ống của Nikon luôn để các bạn gắn cùng D7000 là con 35 F1.8G nhá. Con 35F18G này chất lượng rất là ok mà giá nó cực kỳ rẻ nhá bạn nhá. Con này chỉ có 2 đồng 2 thôi, cực kỳ rẻ. Các bạn đầu tư cứ các bạn mà chơi con kit cũng được, nhưng mà lên con ống kính fix này chụp ảnh vừa đẹp hơn mà sắc nét hơn, nhìn ảnh nó khác hẳn đấy. Thì chênh nhau có mấy trăm nghìn đi, mình thấy cũng cực kỳ đáng giá nhá các bạn nhá. 35F18G nhá, dòng G nhá, dòng G mới nhá. Đấy. Thì con này có 2 đồng 2, con này là 5 đồng, con mua có 7 đồng 2 mà chụp ảnh cực kỳ ngon nhá các bạn nhá. Chụp ảnh cực kỳ ngon luôn, cứ Nikon nhá. Rồi đến với cả máy ảnh và ống kính của Canon đi. Thì mình có đây là Canon 7D. Đấy. Canon 7D thì không còn lạ lẫm gì rồi. À, chất lượng vẫn rất là tốt này, cái dòng flagship ship mà. Tuy nhiên thì con này ra mắt cũng một thời gian rồi, nhưng mà bù lại thì mức giá nó bây giờ cũng khá là hạt rẻ rồi. Đấy, con Canon 7D này thì giá nó lanh quanh khoảng độ 4 5 đồng với nhau bạn nhé. Đấy. Ví dụ như con mình đang cầm trên tay là 95% thì đang có mức giá khoảng độ 5 đồng rưỡi thôi. 7D nhá, 95% khá ok luôn. Thì con này khoảng độ 5 đồng rưỡi thôi mà cái dòng flagship thì các bạn yên tâm là cái công nghệ của nó ấy, thì nó không được như bây giờ, nhưng mà bù lại những cái cao cấp nhất của Canon thời bấy giờ ấy thì đều được trang bị trên con này nhá. Đấy, cầm nắm các thứ nhá, vỏ hợp kim nhá, chắc chắn nhá. Đó, pin cực kỳ trâu nhá. Đấy, chụp ảnh liên tiếp nhanh này, bắt nét nhanh, nói chung là 7D là một trong những con giá rẻ mà mình thấy là rất là tốt để mà chúng ta chụp ảnh nhá. Ngoại trừ cái việc mà nó ít công nghệ như kiểu là wifi này, màn hình xa lực cảm ứng này, thì bạn nào mà đang cần một chiếc máy nhìn nó to con hầm hố và nhìn nó chuyên nghiệp thì có thể tham khảo 7D nhé. 7D đang có mức giá khoảng 5 đồng rưỡi cho con 95 này. 95 cực kỳ đẹp nhé. Đó, 7D nhé. Rồi các bạn mà muốn chụp ảnh đẹp hơn mà muốn cảm biến full frame thì có thể tham khảo con Canon 6D. 6D thì là dòng full frame giá rẻ của Canon, nó rút gọn đi một số tính năng, ví dụ như kiểu cầm nắm các thứ ấy, thì nó không còn là cầm nắm bằng kim loại nữa, nhìn nó không còn hầm hố nữa. Đấy, nhưng mà bù lại nhá, thì cái đấy là một cái điểm rất là hay, tại vì như thế thì nhìn máy nó sẽ gọn hơn và cầm nắm các thứ nó nhỏ hơn ấy, thì nó sẽ vừa tay hơn. Với những bạn mà tay không quá to như của mình nhá, thì cầm nắm con 6D này rất là thích luôn. Đó, cầm con 7D thì một lúc nó sẽ hơi nặng, nhưng mà cầm con 6D này thì nó rất là thích. Với cả cái thứ hai là pin nó vẫn là pin trâu nhá, pin LPE6 nhá. Pin xịn nhá. Đấy. Nên là thời lượng sử dụng của con này rất là trâu luôn. Thì bạn nào mà đang cần một chiếc máy full frame mà giá nó hợp lý, dễ tiếp cận thì có thể tham khảo 6D này nhá. 6D này còn một cái ưu điểm nữa là cái khả năng đẩy ISO lên của nó ấy, rất là tốt nhá. Các bạn đẩy ISO lên cao ấy, ảnh vẫn dùng được nhá các bạn nhá. Nó chụp đêm rất là tốt luôn. Đấy, cảm biến full frame. Thì bạn nào mà đang cần một chiếc máy để mà chúng ta chụp ảnh chân dung, chụp ảnh cho vợ con mà phải đẹp ấy thì có thể tham khảo cái này nhá, 6D nhá bạn nhá. 6D đang có mức giá khoảng độ 8 đồng cho con ngoại hình khoảng độ 90% mình đang cầm trên tay nhá. 8 đồng nhá. 90% nhá. Đấy. Rồi, một chiếc máy mà dành cho những bạn nào mà cần vừa cần ảnh đẹp, vừa cần nhiều tính năng, vừa cần nhiều công nghệ thì có thể tham khảo 77D nhá. Đấy. 77D thì chụp ảnh các thứ nói chung là ok. Mặc dù là cảm biến crop nhưng mà cảm biến crop thì vẫn cực kỳ dư thừa so với cả điện thoại nhá bạn nhá. Chụp ảnh với cả cảm biến crop thì các bạn so sánh với điện thoại vẫn không có cửa đâu. Đấy. Cái thứ hai là màn hình của 77D rất là đẹp nhá. Màn hình cực kỳ đẹp luôn.
Màn hình của nó đẹp như kiểu mấy cái màn hình Samsung AMOLED ấy. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Cái thứ ba là rất là nhiều công nghệ nhé. Các bạn bắt nét nhanh trên màn hình này. Các bạn quay phim hay là các bạn chụp ảnh ấy, bắt nét nhanh trên màn hình ấy, rất là ok. Dùng cực kỳ tiện, dùng như kiểu dùng điện thoại luôn ấy. Thì những cái dòng mới này ấy, thì nó sẽ có những cái tính năng đấy để hỗ trợ người dùng ấy, dùng nó dễ dàng hơn. Đó, còn bạn nào mà thích vọc vạch thì có thể tham khảo những cái dòng như ở 6D hay là 7D. Đấy, còn bạn nào mà thích nó dễ dùng, tiện dùng ấy, nói chung là chụp ảnh phát ăn liền luôn ấy, thì có thể tham khảo 77D thì nhé. Đó. Còn dòng này thì được cái là nhỏ gọn nữa, thế nên là cầm đi lại các thứ nó thoải mái. Đấy, 77D nhé. Rất là nhiều vòng xoay chế độ này cho người mới nhé. Đó. Thì 77D đang có mức giá khoảng độ 11 đồng rưỡi nhé, 11 đồng rưỡi cho con mình cầm trên tay, ngoại hình được khoảng độ 95% nhé. Đó, đầy đủ công nghệ nhé, chụp ảnh vẫn đẹp nhé các bạn nhé. 77D nha. Rồi, mình có đây là chiếc Canon 5D Mark 4 còn full box đây. Đấy. Con này còn full box luôn, 5D Mark 4 nhá. Đó. Thì bạn nào mà đang làm nghề hay là đang muốn cày job thì có thể tham khảo con 5D Mark 4 này nhá. Đấy, ngoại hình khá đẹp luôn, 95% nhưng mà khá nhá. 95% khá đẹp ấy. Đấy, 5D Mark 4 nhá. Đấy, chuyên để làm nghề nhá các bạn nhá. Con này là trùm cuối rồi, 5D Mark 4. Thì con này đang có mức giá lanh quanh khoảng độ 29 đồng nhá. Nói chung là con này để chuyên để đi chụp dịch vụ rồi, thế nên là chất lượng của nó khỏi phải bàn. Đấy. Đặc biệt là cái dòng Canon này thì làm màu rất là dễ nha các bạn nhé. Đó. Thế nên là chúng ta tiết kiệm thời gian hơn khi mà làm màu ảnh nhé. Đấy. Hậu kỳ ảnh ấy. Thì bạn nào mà đang cần một chiếc máy ảnh full frame trùm cuối của Canon thì có thể tham khảo con 5D Mark 4 đấy nhá. 29 đồng nha. Rồi, cuối cùng là đây là mình có hai chiếc ống kính, thì đây là hai chiếc ống kính cơ bản dành cho những bạn mà mới bắt đầu để lắp trên những máy ảnh Canon crop nhé. Đó. Ví dụ ở đây là mình đang có chiếc Canon kit 1855. Đấy, thì bạn nào mà đang cần một chiếc ống kính đa dụng để chúng ta khởi đầu làm quay về nhiếp ảnh thì tham khảo con kit này nhá. Dùng được nhá. Đấy, dùng đa dụng được. Chụp ảnh các thứ đều ok. Thì có thể tham khảo con kit này. Đó, nó sẽ tiện dùng hơn. Bạn nào mà thích chụp phong cảnh đường phố thì có thể để tiêu cự 18 đến 35, còn thích chụp chân dung thì để lên tiêu cự 55. Đó. Thì có thể tham khảo con này nhá, chụp khá đa dụng. Còn bạn nào mà thích chất lượng ảnh tốt hơn, ống kính fix xóa phông đẹp hơn thì tham khảo con 50 f1.8 đời 2 này nhá. Con này con đời 2 nhé bạn nhé. Con đời 2 này thì nó không được xịn như con 5STM, tuy nhiên thì hình ảnh ấy thì nó không chênh nhau quá nhiều với con 5STM đâu. Đấy, thì bạn nào mà cần chất lượng ảnh nó phải đẹp, chụp ảnh chân dung phải đẹp, lắp trên những chiếc dòng crop ok. Lắp trên 6D thì ok nhưng mà lắp trên 5D 4 là nó hơi lệch nhá. Đó. Thì bạn nào mà đang cần một chiếc ống fix giá rẻ, nói chung là chụp chơi thì có thể tham khảo con này nhá, 50 đời 2 nhá, cũng 1 triệu rưỡi nhá. Đó, hai con này đều 1 triệu rưỡi nha bạn nhá. 1 đồng rưỡi đâu. Rồi ok, vừa rồi là video ngày hôm nay, thì nếu như bạn mà có bất cứ thắc mắc hay quan tâm nào đến những chiếc máy ảnh này thì có thể nhắn tin trực tiếp cho mình. Còn nếu như các bạn mà thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe. Bạn nào mà subscribe thì mình sẽ tặng ngay 100k khi mà các bạn mua máy ảnh hoặc là ống kính nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.